Cũng như là quý vị khán giả ở phía sau, chúng ta có thể là xem được buổi như ngày hôm nay. Số dân 23, Dương Trần Dịch Nhàn, Dịch Nhàn sinh ngày 15 tháng 10 năm 1998. Dịch Nhàn cao 1m35, cân nặng 27kg. Dịch Nhàn đến từ lớp 5A. Dịch Nhàn, nhà của Dịch Nhàn cách trường 3km. Kết quả học tập của Dịch Nhàn như sau: học lực giỏi, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ. Em Nguyễn Thái Bằng sinh ngày 16 tháng 5 năm 1998, mã số danh 24. Chị Thái Bằng cao 1m36, cân nặng 30kg. Thái Bằng đến từ lớp 5A, nhà em cách trường 2km. Kết quả học tập như sau: học lực tiên tiến, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ. Tiếp theo số báo danh 25, Hồ Thị Yến Nhi. Yến Nhi sinh ngày 20 tháng 6 năm 1997. Yến Nhi cao 1m45, cân nặng 8kg. Yến Nhi đến từ lớp 5B, nhà Nhi cách trường 0,5km. Kết quả học tập của em sau: học lực tiên tiến, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ. Số báo danh 26, Lê Minh Chiến. Minh Chiến sinh ngày 5 tháng 12 năm 1997. Minh Chiến cao 1m32, cân nặng 25kg. Minh Chiến đến từ lớp 5B, nhà Minh Chiến cách trường 2km. Kết quả học tập của em như sau: học lực giỏi, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ. Số danh 27, Đặng Thị Thúy Hoa. Thúy Hoa sinh ngày 20 tháng 2 năm 1998. Em cao 1m40, cân nặng 30kg. Thúy Hoa đến từ lớp 5C, nhà em cách trường 1km. Kết quả học tập của em như sau: hạnh kiểm giỏi, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ, học lực giỏi. Số danh 28, Nguyễn Thanh Nhàn. Thanh Nhàn sinh ngày 7 tháng 4 năm 1998. Em cao 1m33, cân nặng 35kg. Thanh Nhàn đến từ lớp 5C, nhà em cách trường 0,5km. Thanh Nhàn có học lực giỏi, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ. Tiếp theo là phần dự thi của Nguyễn Thị Hiền, số báo danh 29. Nguyễn Thị Hiền cao 1m42, cân nặng 38kg. Hiền đến từ lớp 5D, nhà Hiền cách trường 2km. Kết quả học tập của em như sau: học lực khá, hạnh kiểm thực hiện đầy đủ. Thank you.
số 30 Nguyễn Văn Nguyên, số báo danh Nguyên cao 1m40, cân nặng 30kg, Nguyên đến từ lớp 5D, nhà Nguyên cách trường 200m. Kết quả học tập em như sau: học lực khá, hành nghề thực hiện đầy đủ. Và các bạn chúng ta cùng thưởng thức như đỡ lại các trang phục của các em học sinh lớp 5 dự thi bằng nét đẹp tuổi thơ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
người đón chung em với tâm lòng thiết tha. Khi bình minh thế thế hương hương còn ngủ yên, khi lập 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 còn nằm trên lá, thầy hướng đến chung em mong một tình yêu ước mơ, cho từng ánh mắt che thơ, cho từng phút nhạc yêu em. Như thời gian em đêm theo tháng năm, như dòng sông dời đi theo cơn gió, mong tình yêu của thầy đến với chúng em, để dừng thấy ngày hôm xuống lên tháng người. Và bây giờ xin mời 30 thí sinh chúng ta dự thi, chúng ta bước lên sân khấu. Mở đi. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng khám lại những trang phục của các em, với những trang phục tự chọn dành cho mùa hè thật là trẻ trung và xinh đẹp. Trước tiên cô xin được chúc mừng 6 bạn nhỏ đã được chọn là 6 thí sinh xuất sắc nhất trong hội thi nét đẹp tuổi thơ hôm nay. Xin chúc mừng thí sinh Trịnh Thúy Quyên. Mời Thúy Quyên lên phía trước. Xin chúc mừng thí sinh Lâm Thị Ngọc Huyền. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Quỳnh Như. Chúc mừng thí sinh Võ Hồng Hải. Và cuối cùng là Nguyễn Thị Như Ý. Và thưa quý vị và các bạn, đây là 6 thí sinh đã xuất sắc nhất vượt qua hơn 30 thí sinh trong đêm giao nhận hôm nay. Đã đạt những cái giải cụ thể như thế nào, các em hãy lắng nghe nha. Đầu tiên cô xin được chúc mừng 2 bạn đã đạt giải khuyến khích
Nguyễn Quỳnh Như. Mời hai bạn đi phía trước. Xin quý vị và các bạn cho càng pháo tay để khuyến khích hai bạn đạt giải khuyến khích cho ngày hôm nay. Và xin mời trân trọng kính mời ông Lê Trường Tồn, bí thư chi đoàn trường trung học cơ xin lỗi trường tiểu học C Như Mỹ lên trao phần thưởng cho các em. Xin mời ông Nguyễn Văn Bảy, chủ tịch hội cha mẹ học sinh trường tiểu học C Giang Mỹ lên trao phần thưởng cho hai em. Và xin có loại đó là giải nhì. Và xin mời ông Lương Văn Xua, chủ tịch công đoàn cơ sở trường tiểu học C Nhân Mỹ lên trao phần thưởng cho em. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho em Hải. Dạ xin cảm ơn. Rồi còn lại chỉ có hai bé thôi, như vậy là một bé giải nhất với một bé giải ba. Con có rung không? Rung hả? Con đón con được giải gì không? Không. Bên kia lên đi. Rồi. Xin được chúc mừng bé Trịnh Thúy Uyên. Bé Trịnh Thúy Uyên đã đạt được giải nhất trong cuộc thi hôm nay. Và xin chúc mừng em. Và bạn đạt giải ba đó là bạn Nguyễn Thị Như Ý. Mời Như Ý phía trước. Và bây giờ xin mời ông Nguyễn Phước Hoa, hiệu trưởng trường tiểu học C Nhân Mỹ lên trao phần thưởng cho hai em.
quãng đường dài kỷ niệm, chân trời ngàn én niềm, cánh tay người vẫy ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.